Chỉ khoảng tầm vài chục nghìn cho đến hơn 100.000 chúng ta sẽ sở hữu một hũ dầu dừa. Và cái hũ dầu dừa này có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc làm đẹp. Trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em 11 cái tác dụng thần kỳ của dầu dừa cùng với cách kết hợp sử dụng như thế nào để có thể đem lại hiệu quả cao trong việc làm đẹp. Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngày hôm nay nha. Tác dụng đầu tiên của dầu dừa đó chính là dưỡng tóc. Trong dầu dừa có rất là nhiều khoáng chất này, axit béo này và vitamin E. Và cái phần tóc của chúng ta thì thường xuyên chịu tác động trực tiếp của mặt trời, UV này, khói này, bụi này, nó sẽ thường sơ rối này. Một số chị em khác thường có vấn đề là bị rụng tóc này, hay là tóc thưa này, hay là tóc của chúng ta không được mềm mượt. Thì khi đó chúng ta bổ sung dầu dừa, nó sẽ làm tóc chúng ta mềm mượt hơn này. Thứ hai là kích thích mọc tóc này. Thứ ba là giảm cái sự gãy rụng của tóc, khiến tóc chúng ta chắc hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Vậy thì cách sử dụng dầu dừa để dưỡng tóc như thế nào? Chị em có thể tham khảo theo hai cách dưới đây. Cách đầu tiên là chúng ta dùng dầu dừa thay cho các loại dầu dưỡng tóc mà chúng ta dùng hàng ngày. Thì khi chúng ta gội đầu sạch sẽ xong rồi và sấy còn hơi ẩm một xíu, có thể lấy khoảng 1 đến 2 giọt dầu dừa chúng ta xoa ra bàn tay này và vuốt lên cái phần đuôi tóc này. Chị em lưu ý rằng là chúng ta chỉ vuốt lên phần đuôi tóc thôi, tránh vuốt lên cái phần chân tóc này, nó sẽ khiến tóc chúng ta bị bết hơn á. Cách thứ hai là chúng ta có thể dùng dầu dừa thay cho cái dầu ủ hay là dầu xả tóc. Với cách này chúng ta sẽ gội đầu này, sau đó chúng ta sẽ lấy khoảng tầm vài giọt dầu dừa, sau đó chúng ta massage lên trên vùng tóc này, ủ như thế khoảng tầm 15 cho đến 20 phút rồi chúng ta gội lại bằng cái dầu gội đầu. Thì sau khi gội tóc xong như vậy, thứ nhất chị em thấy rằng là có một cái mùi thơm dầu dừa rất là dễ chịu. Điều thứ hai quan trọng hơn, tóc chúng ta sẽ mềm mượt vô cùng. Và thực hiện đều đặn điều này, chắc chắn rằng mái tóc của chị em mình sẽ biến đổi rất nhiều. Tác dụng thứ hai của dầu dừa đó chính là dưỡng ẩm cho làn da. Trong dầu dừa có rất là nhiều axit béo bão hòa này, beta carotene này, các loại vitamin như là A này, K này, E này, từ đó hỗ trợ làn da của chúng ta được dưỡng da rất là tốt. Rất nhiều chị em mình khi mà chúng ta bước vào cái thời tiết hanh khô hay là làn da chúng ta bị thiếu ẩm nhiều do tác động từ bên ngoài thì cảm giác là khô căng này, nứt nẻ này. Khi đó chúng ta có thể lấy vài cái giọt dầu dừa ra bàn tay này, chúng ta xoa để làm nóng lên và bôi lên trên vùng da mặt này. Với cách này thì chúng ta có thể thực hiện một tuần khoảng tầm 2 đến 3 lần thì dầu dừa nó sẽ vừa có tác dụng là cấp ẩm cho làn da, thứ hai là có tác dụng là làm mềm, làm mượt da hơn, và thứ ba là nó hỗ trợ chúng ta làm dịu da rất là tốt. Tuy nhiên chị em lưu ý rằng là cái cách này chỉ nên áp dụng cho những cái tình trạng da mà có ít mụn thôi này, hay là tình trạng da mà không có nhiều mụn viêm, không có bít tóc quá là nhiều, bởi vì cái khả năng dầu dừa gây bít tóc cho làn da từ phía bên ngoài môi trường này, có thể là cái dầu dừa nó dính như vậy này thì tác động bên ngoài môi trường vào, nó khiến cho bụi bẩn vi khuẩn có thể bám vào da chúng ta, tăng khả năng bít tóc trên làn da chúng ta nhiều hơn và từ đó sinh ra mụn. Cái phương pháp này sẽ phù hợp với bạn nào đó là da thường này, da khô này, hay là các chị em da bị lão hóa. Tác dụng thứ ba vô cùng tuyệt vời của dầu dừa đó chính là dưỡng môi. Và chị em nào đang sử dụng dầu dừa để dưỡng môi hàng ngày có thể comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương. Và Hương rất mong rằng chúng ta hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức tuyệt vời như thế này. Trong dầu dừa có chứa đến khoảng 50% axit lauric và axit này có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc dưỡng cái làn môi của chúng ta. Nhiều chị em gặp cái tình trạng là do đánh son nhiều quá này thì môi thường xuyên bị khô này, hay là nhất vào cái thời tiết thu đông này, khi hanh khô như vậy thì môi chúng ta thường xuyên là khô căng, nứt nẻ, thậm chí là chảy máu rất là khó chịu. Vì vậy nếu chúng ta mà dưỡng môi bằng cái dầu dừa đều đặn vào buổi tối hàng ngày, chắc chắn tình trạng này sẽ giảm đi nhanh chóng. Và có rất là nhiều các hãng mỹ phẩm làm ra các loại son dưỡng môi có thành phần chiết xuất từ dầu dừa. Vậy thì tại sao chúng ta lại không sử dụng những cái thành phần dầu dừa vừa rẻ lại vừa đem lại tác dụng cao này để dưỡng môi hàng ngày? Tác dụng thứ tư là dưỡng mi. Cái này có thể hỗ trợ chúng ta dưỡng mi, làm dày mi hơn và dài mi hơn. Thực tế thì công dụng là dưỡng mi thì có, công dụng làm dày và dài mi thì thường thấy rằng sẽ có một số chị em có tác dụng. Bởi vì thông thường cái vùng mi này chúng ta thường rất là ít chăm sóc. Thì cái dầu dừa có rất là nhiều các loại axit béo này, các loại vitamin này, đặc biệt là vitamin E, từ đây nó hỗ trợ chúng ta là dưỡng mi, khiến mi chúng ta chắc khỏe hơn. Và một số chị em sau khi chúng ta sử dụng dầu dừa một thời gian đủ dài thấy rằng là cái vùng mi chúng ta phát triển nhiều hơn. Chị em hiểu đơn giản thôi là khi mà chúng ta được nuôi, đúng không, giống như một cây được đầy đủ chất dinh dưỡng, được nuôi trồng nhiều thì nó sẽ phát triển nhiều hơn, thì vùng mi của chúng ta cũng như vậy. Với cách này chúng ta có thể lấy dầu dừa ra một cái tăm bông, sau đó chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng lên cái vùng mi này. Chị em tránh là chúng ta bỏ cái dầu dừa vào vùng mắt nhá, vì có thể là gây ảnh hưởng và tổn thương đến vùng mắt của chúng ta. Tác dụng thứ năm của dầu dừa đó chính là dưỡng thể. Rất nhiều chị em mình có vùng da mặt rất là đẹp, tuy nhiên vùng da body lại thường xuyên thô ráp này, nứt nẻ, rất là khó chịu. Thì dầu dừa có vitamin E đúng không, các loại dưỡng chất để tác dụng làm mềm, làm mịn da. Nhưng ngoài ra dầu dừa còn có thêm một số cái thành phần kháng khuẩn này, từ đó sẽ hỗ trợ làn da chúng ta kháng viêm rất là tốt. Với cách dưỡng da bằng dầu dừa body này thì có thể khiến làn da body của chúng ta mềm mượt hơn, và thứ hai có thể làm một số chị em ý, khi chúng ta sử dụng dầu dừa để dưỡng da còn hỗ trợ làm giảm cái tình trạng viêm nang lông rất là tốt. Với cách này chúng ta hoàn toàn có thể trộn một vài cái giọt dầu dừa vào trong sữa tắm của chúng ta để tắm hàng ngày và massage thật là nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta hãy xả lại bằng cái nước ấm một xíu nhé, tránh dùng cái nước quá là nóng. Tác dụng
dụng số 6 của dầu dừa đó chính là tẩy trang. Với khá nhiều chị em gặp tình trạng là da thường xuyên bị nhạy cảm này, và khi chúng ta thay đổi các loại tẩy trang thì thông thường một số loại tẩy trang có thể có chứa cồn hay là paraben chẳng hạn, khiến làn da chị em mình bị nhạy cảm và đỏ rát hơn, thì chị em hoàn toàn có thể thử dầu dừa nhé. Cái dầu dừa này thì nó giống như việc chúng ta dùng dầu tẩy trang, nó làm sạch da rất là tốt, thậm chí có thể làm sạch những lớp make up như là son môi này hay là mascara này. Và khi sử dụng dầu dừa chúng ta sẽ sử dụng giống như việc chúng ta sử dụng dầu tẩy trang hay là sáp tẩy trang, sẽ lấy dầu dừa ra tay này, sau đó massage lên vùng da mặt của chúng ta khoảng tầm là 10 phút nhá. Sau đó chúng ta sẽ lấy một vài giọt nước ấm để chúng ta có thể nhũ hóa và rửa lại bằng nước ấm. Sau đó chúng ta cần phải rửa lại bằng sữa rửa mặt thì như vậy mới sạch được. Và việc massage bằng dầu dừa như vậy vừa giúp chúng ta tẩy trang, và khi chúng ta biết những cái động tác massage, nó có thể hỗ trợ chúng ta nâng cơ hơn này, khiến cho cái làn da chúng ta được thư giãn hơn rất là nhiều. Công dụng số 7 của dầu dừa là tẩy tế bào chết. Với công dụng này chúng ta hoàn toàn có thể pha trộn hỗn hợp là một thìa dầu dừa này, một thìa đường đen này và một thìa mật ong. Khi trộn hỗn hợp này đều thì chúng ta có thể thoa lên cái vùng da mặt, hoặc là hoàn toàn chúng ta có thể dùng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết cho vùng đó đi, nó rất là tốt. Tuy nhiên chị em lưu ý rằng là nếu chúng ta dùng vùng da mặt ấy, thì cái đường đen là có thể có những thạnh sắc nhọn, vì vậy chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng, hoặc đơn giản chúng ta chỉ cần đắp lên vùng da mặt khoảng tầm vài phút thôi, sau đó chúng ta sẽ rửa đi. Thì cách này là cách tẩy tế bào chết từ thiên nhiên cũng đem lại hiệu quả khá là tốt. Tuy nhiên thì việc tẩy tế bào chết này một tuần chúng ta sẽ chỉ nên sử dụng khoảng từ 1 cho đến 2 lần thôi chị em nhé. Và ngoài ra với tình trạng da nào chúng ta đang bị mụn, nhất là tình trạng mụn viêm nhiều hay là da nhạy cảm, thì chúng ta cũng không nên thực hiện cái phương pháp này. Tác dụng số 8 của dầu dừa là xử lý cái vùng hôi nách. Vậy tại sao dầu dừa lại có tác dụng xử lý hôi nách tốt như vậy? Thì như hai công dụng ở trên Nương vừa chia sẻ này, thứ nhất là dầu dừa có tác dụng là tẩy trang này, đúng không? Thì khi vùng nách của chúng ta có thể ra mồ hôi, và nguyên nhân khiến chúng ta có tình trạng mùi hôi ở vùng nách đó là do những cái vi khuẩn của chúng ta bị chết ở đó này, hay là cái mồ hôi của chúng ta còn đọng lại ở đó, hay là những cái dầu chúng ta bị lăn lách khử mùi đó, chúng ta đọng lại ở đó và không làm sạch tốt. Thì việc chúng ta dùng cái dầu dừa massage cho vùng nách hàng ngày và buổi tối sẽ giúp chúng ta làm sạch rất là tốt. Ngoài ra thì dầu dừa còn có tác dụng là tẩy tế bào chết nhẹ nhàng nữa, vì vậy sẽ khiến là vùng nách của chúng ta sạch sẽ hơn rất là nhiều, và chỉ cần là giữ vùng nách sạch sẽ thôi, sau đó chúng ta hỗ trợ thêm bằng một số các loại lăn khử mùi chuyên dụng nữa thì sẽ giảm tình trạng hôi nách rất là tốt. Tác dụng số 9 của dầu dừa là hỗ trợ chúng ta trị dặn da. Cái nguyên nhân chúng ta bị dặn da chính là do cái vùng đó cơ thể chúng ta phát triển quá là mạnh và làn da chúng ta nó chưa kịp đàn hồi. Ví dụ có thể là chúng ta dậy thì nhiều này, thì sớm quá này, nhanh quá này, hay chúng ta mang thai này đó, thì rất là nhiều chị em khi mà mang thai, chị em chăm chỉ bôi dầu dừa hàng ngày và massage vùng bụng đó, thì hầu hết là cái vùng bụng của chị em có dặn thì sẽ dặn ít thôi, và một số chị em trộm vía thì không gặp tình trạng là dặn nhiều, bởi vì chúng vừa hỗ trợ làm mềm cái vùng da đó, giữ vùng da đó và tăng cái tính đàn hồi của vùng da đó tốt hơn. Tác dụng số 10 của dầu dừa là hỗ trợ chúng ta trị thâm mắt. Một trong những nguyên nhân khiến chúng ta bị thâm mắt đó chính là do cái vùng mắt của chúng ta này khó lưu thông cái mạch máu. Và khi chúng ta dùng dầu dừa này và massage nhẹ nhàng vùng mắt này vào buổi tối khoảng tầm 10 đến 15 phút hàng ngày, thì thứ nhất nó vừa hỗ trợ là cấp ẩm cho cái vùng da mắt này. Và dầu dừa là một cái thành phần từ thiên nhiên, hầu như chúng không có tác dụng gây kích ứng cho vùng da mắt nhạy cảm này, đó, cho nên da mắt chúng ta sẽ được cấp ẩm. Thứ hai là khi massage nhẹ nhàng như vậy thì máu của chúng ta sẽ được lưu thông này, từ đó hỗ trợ chúng ta giảm tình trạng thâm mắt khá là ổn. Thì vì đó chị em nào đó có tình trạng thâm mắt mà chúng ta hỗ trợ điều trị mãi mà các phương pháp không có kết quả thì có thể tham khảo cách này xem. Tác dụng số 11 của dầu dừa đó chính là hỗ trợ xử lý cái mùi hôi ở vùng miệng và làm trắng răng. Theo một số nghiên cứu này thì cái acid lauric có khả năng làm sáng răng khá là ổn, làm giảm đi những cái mảng bám của chúng ta khi thức ăn của chúng ta bị dắt vào đó. Ngoài ra thì một số chất chống oxy hóa sẽ hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn ở vùng miệng của chúng ta. Vì vậy thì khi chúng ta đánh răng hàng ngày cho thêm một vài giọt dầu dừa vào có thể hỗ trợ làm răng của chúng ta sáng hơn, và ngoài ra còn hỗ trợ là cái vùng miệng chúng ta thơm hơn rất là nhiều, thì chị em mình có thể áp dụng thử cái cách này xem sao nha. Rồi, và trên đây chính là 11 công dụng tuyệt vời của dầu dừa đem lại, cùng những cách sử dụng như thế nào đem lại kết quả cao. Vậy chị em mình hãy xem rằng mình có đang chưa biết đến cách nào hay không, và mình có thể bổ sung thêm vào trong cái việc chăm sóc cơ thể và làn da hàng ngày nhé. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ.